Trải qua các phần thi, em Đặng Tuấn Linh, học sinh lớp 11A1, trường Trung học phổ thông Trần Quang Khải, huyện Khoai Châu đã xuất sắc giành tấm vé vào vòng thi quý của cuộc thi đường lên đỉnh Olympia do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức. Ngay từ nhỏ, Linh đã rất yêu thích và thường xuyên theo dõi chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Những câu hỏi hóc búa trong mọi lĩnh vực khiến em say mê, mơ ước một ngày được tham gia cuộc thi và sẽ giành được vòng nguyệt quế. Để thực hiện ước mơ này, Linh đã rất chăm chỉ học tập. 11 năm em đều là học sinh giỏi các cấp. Được sự ủng hộ, động viên của gia đình và nhà trường, tháng 7, Linh đăng ký tham gia sân chơi này và được ban tổ chức cuộc thi lựa chọn. Tâm lý căng thẳng hồi hộp khi thi đấu khiến Linh đạt giải nhì trong vòng thi tuần cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia với 250 điểm. Với số điểm này, Linh là thí sinh có điểm nhì cao nhất trong 3 cuộc thi tuần liên tiếp và giành được quyền tham gia vòng thi tháng. Tại vòng thi tháng 2 quý 1 vừa qua, em đã xuất sắc đạt giải nhất với 255 điểm. Linh đã xuất sắc giành vé vào vòng thi quý. Linh cũng là thí sinh đầu tiên của tỉnh Hưng Yên lọt vào vòng thi quý của cuộc thi này.